Rồi hello chào cả nhà mà hăng. Rồi hôm nay em về được có ba con cô chú anh chị mình đây. Hả? Rồi em cũng có chuyến xe về Tiền Giang á. Cô chú anh chị nào mua máy bò đây sẵn em với ép xe đi luôn ha. Hả? Thì đợt trước em lên mồi chữa đó, em chốt về cho anh Tiền Giang. Em đang chờ để ghép xe đi ha. Rồi khoảng mùng 6 á. Khoảng mùng 6 em ghép xe đi Tiền Giang ha. Đó, rồi cô chú anh chị nào mua máy bò đây khu vực miền Tây em bao xe cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Rồi, đầu tiên nè. Em giới thiệu cho cô chú anh chị mà ha, con đây thì nó sấy đặc nha, sấy đặc thì em cũng bán theo cái giá sấy đặc ha, đó, sấy mặt thì hai sấy, sấy lưng đây, sấy lưng thì nó sụt ra phía sau khoảng 5 phân nha, đó, sấy lưng nó sụt ra phía sau khoảng 5 phân á, con đây thì nó lai Tasman ha, đó, bò thì em mua được con bò nào về em bán bò đó ha, đây, yếm thì lệch phạt ra, chân nó nè, chân trước chân sau đó, đó. Con đầu tiên cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha, trúng thì khỏi nói trúng ha, đó chuyện ha, nay vú đó, con số 2 quên con số 1 ha, sấy lưng thì sụt ngang hai sấy mặt nhưng mà sấy lưng thì sụt ha, sấy lưng sụt cái phía sau khoảng 5 phân ha, đó cho cô chú anh chị mình bò có sao hiểm nói vậy ha, cho cô chú anh chị mình định hình dễ mua ha, đó. Con đây thì được 1m1 bò nha, 1m1 bò. Đó, cậy đuôi thì bự luôn. Đây. Đó. Khoảng cách của em nè ha, đứng ra xa ha. Cho cô chú anh chị mình xem định hình cho dễ ha. Đó. Rồi, con đầu tiên em báo giá luôn ha. 12.500.000, 12.500.000. Đó. Cô chú anh chị nào thích bò nào cứ alo cho em ha. Hôm nay cũng có 3 con, em cũng quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, yếm thì lạc phạt luôn. Đó, mấy con bò đây về mình phối tinh vô cực kỳ ha. Dòng đây, vàng lây thì nó có vàng thùng ha. Mát sữa để sai lắm. Đó. Nhiều cô chú anh chị mình cũng đang săn lùng mấy con bò đây ha. Coi yếm lạc phạt nè. Đó. Đó, rúng đó. Rất là dài luôn ha. Mấy con bò đây thì mát sữa cực kỳ. Rồi, em bước qua con thứ hai đây. Đây con thứ hai đây, con đây thì 1m1 bò luôn ha, ba con này đều 1m1 bò luôn ha, hai con cái một con đực ha, đó họ bò mới về hơi nhát, đó họ họ, đó con đầu tiên nè, ê con thứ hai, sấy bố mình nghiêm chỉnh, yếm nó ha, chân trước chân sau đó nè, đó em quay từ từ chậm rãi cho cô chú anh chị mình xem, đó lưng đó, con đây sấy bố nghiêm chỉnh ha. Đó. Con số 2, 1m1 bò ha. Đây dần rúng đó nè. Đó, rúng đó. Rúng dài luôn ha. Đó. Cậy đuôi đây. Đuôi dài phật lập phật luôn ha. Đó, con số 2 ha. Đó dần đầu đó nè. Rồi cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Rồi cô chú anh chị nào ưng ý bò nào cứ alo cho em. Đó. Con số 2 cao 1m1 bò ha, mấy con đây từ 8 tháng trở lên hết rồi nghe cô chú anh chị, 8 tháng trở lên hết ha. Đó rồi con số 2 em cũng báo giá luôn ha, 12.500.000, 12.500.000 ha. Đó bò em mua rẻ em bán rẻ, mua mắc em bán mắc ha. Đó cho cô chú anh chị mình ai ưng ý bò nào cứ alo cho em, tùy theo con bò em bán ha, em mua như sao giờ em bán vậy ha. Đó rồi em bước qua con số 3 nè, đây con đực nè, đó con đây hãy lai Rapman ha, đực Rapman nè, đó dần đầu nó ha, con đây cũng 1m1 bò luôn ha, sấy vốn cũng nghiêm chỉnh luôn, đó chân cẳng nè, đó gu bạc, đó để em quýnh bò họ họ đó, đó. Cao 1m1 bò luôn ha. Đó, chân cẳng đây. Yếm thì lạp phạt luôn ha. Đó, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Đúng ở đây. Đó. Bẳng mông ha. Tròn do luôn ha. Đó. Cao 1m1 bò nghe cô chú anh chị. Mấy con ba con bò đây thì nó 1m1 bò với nhau hết ha. Đó. Sấy bố mình nghiêm chỉnh. Nè, dần đầu nè. Đầu tròn ha.
đó, tròn vo luôn đó, đầu tròn đầu trụi luôn ha, đó lưng đó. Rồi em đứng xa ra nè cho cô chú anh chị mình xem định hình ha, trở dễ ba con rít man ha, đực ha, con số 3 là con đực nha cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị nào mua mấy con bò đây em ghép xe đi luôn ha, khu vực miền Tây em bao ship luôn ha, bao về cho tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn đó. Rồi con số 3 em cũng báo giá luôn ha, 13 triệu ha.